một thanh niên rất là yêu nước này, có cái ba lô hình quốc kỳ này. Anh thấy thế là kiểu thích nhất đấy, từ đi du học cùng với người yêu ấy. Anh nhớ là hồi anh bằng tuổi em ấy, anh đi thì anh không ngại một cái gì hết. Một mình đi luôn, một mình đi lang thang tất cả các quốc gia châu Âu. Một trong cái thử thách đối với tôi đó là khi đi qua những cái giao lộ này là mình phải cứ lao ra thôi, giống như hai bạn này. Mà mặc cho ô tô vẫn đi, cứ lao ra. Anh có thể vào gian bếp thăm mọi người được không? Ở Việt Nam thì thấy ẩm thực Việt Nam thì nó vẫn phong phú hơn anh ạ. Còn bên này thì nói chung là nó cũng bình thường thôi. Đây là bún bò Nam Bộ này. Bún bò Nam Bộ mà mấy bạn ở miền Nam chưa bao giờ được ăn ở miền Nam bao giờ. Thế nhưng mà không hiểu sao nhá, anh bị một cái hội chứng là khi gọi ra cứ nhìn món của người khác lại thấy ngon hơn món của mình. Thế. Những người Việt Nam lan tỏa ra khắp thế giới đã mang văn hóa của dân tộc mình đi ra ngoài và bắt đầu có những cái dấu hiệu là những món ăn Việt Nam đã trở thành những món ăn quốc tế rồi. Đó. Các bạn thân mến, hiện nay thì Hoàng Nam và Tưởng đang có mặt tại sân bay quốc tế Charles de Gaulle để bay sang Praha, Cộng hòa Séc, nơi có rất nhiều người Việt Nam ở miền Bắc đi sang đó từ rất lâu rồi, từ cái thời mà Đông Âu cơ. Thì nhưng mà có gặp một vấn đề là đã đặt mua vé cho hai đứa rồi nhưng mà bây giờ chỉ có một mình Nam đi được thôi, bởi vì Tưởng bị móc mất ví ở trên tàu điện tại Paris nên là bị mất giấy tờ, và cứ nghĩ rằng là cái hình ảnh chụp lại thì sẽ có thể là đi được nhưng mà ở đây họ không cho, thì do đó là chúng tôi buộc phải chia tay nhau ở đây và Nam sẽ phải đi một mình, và cũng trước mắt là thấy là một người thiếu đi một người là xách cho cái ba lô Tưởng nhỏ nhưng mà rất nặng này rồi, cũng như là sang bên đó thì Nam cũng thiếu đi một bạn đồng hành, cũng rất là lo lắng. Nhưng mà ở bên Đông Âu thì cũng có một số bạn du học sinh Việt Nam cũng liên hệ với anh từ trước rồi, thôi cũng yên tâm phần nào. Thế thôi đừng buồn nhá, về làm giấy tờ các thứ cho ngon nghẻ. Thì nếu mà đi một mình này thì có khả năng là anh sẽ quay lại đây sớm ấy, hoặc là như nào đấy thì anh sẽ nhắn nhá. Ok em. Rồi. Bây giờ thì chúng ta vào để lên máy bay thôi. Còn đúng một tiếng nữa. Các bạn thân mến, sau khoảng 1 tiếng 45 phút thì Nam đã tới sân bay Praha của Cộng hòa Séc. Phải nói rằng là có rất nhiều cái sự thay đổi, đó là về ngôn ngữ này, về thời tiết này. Ở Paris thì sáng nay tự nhiên lại mưa to, còn ở đây thì nắng đẹp. Và tiền tệ nó cũng thay đổi. May là cái SIM là Nam mua từ Việt Nam là cái SIM dùng ở toàn châu Âu, nên là đến quốc gia nào thì nó lại thay đổi sóng ở quốc gia đó, nên may mắn là giữ được cái kết nối với mọi người. Thì Nam đang chờ đợi một cậu em du học sinh Việt Nam qua đây đón để đưa đi khám phá. Cũng rất là may là bởi vì là người Việt Nam bây giờ có thể nói rằng ở khắp nơi rồi, mình cũng mọi người cũng yêu quý mình nữa, nên là mình có thể là được hỗ trợ cái tối đa. Đây cậu em ấy đây rồi. Hai em. Yeah. Ôi giời. Thế à? Em là ở Việt Nam thì em ở đâu nhỉ? Em ở Sài Gòn ạ. À em Sài Gòn à? Hai em. Đây. Người yêu của em. Người yêu à? Mới sang đây đã có người yêu rồi. Tụi em học chung với nhau từ Việt Nam xong sang chung luôn đấy. À ừ. Thế tình yêu khá là thú vị đấy. Thế bây giờ mình đi luôn em nhỉ? Có vẻ đây là một thanh niên rất là yêu nước này, có cái ba lô hình quốc kỳ này. Em đi dán quốc kỳ lên là đi người ta không nhầm mình với người Trung Quốc. À. Thì khi người ta thấy tóc đen rồi. Tức là ở đây họ có kỳ thị người Trung Quốc không? Họ có không thích người Trung Quốc lắm không? Hay là bản thân mình không thích thôi? Ôi, nhanh à? Ôi, chúng tôi đã lên tàu rồi.
Ok. Em lên đi. Dạ. Bây giờ là đến đã tiết mục làm quen. Tức là khi mà em đi siêu thị, nhân viên siêu thị cứ nhìn thấy người châu Á cứ ni hao là mình không thích rồi đúng không? Vâng. Cứ cay quá là dán luôn cờ ba lô này cho nó cho dễ nhận biết dễ được đúng không? Vâng. Có khi họ họ có biết đâu, họ có biết đây là cờ Việt Nam không? Thì có khi cũng ấy nhờ, bởi vì nó cũng nó không không chưa phổ biến lắm. Vâng. Tại vì thường là người ta sẽ nhìn mặt trước á. Cái này thì kiểu người ta vẫn chưa để ý lắm. Nên là cái đợt mà em đi là có bao nhiêu áo mà cờ đỏ sao vàng là em đóng hết em mang qua đi. Thế nên bây giờ em giới thiệu về em đi. Em là Dương, em năm nay 21 tuổi. 21 tuổi. Vâng. Em đang học đại học ở đây. Hai bạn đều bằng tuổi nhau à? Dạ đúng rồi, em bằng tuổi luôn, học cùng trường, cùng lớp luôn. Từ hồi lớp mấy? Hay là từ khi học đại học thôi? Từ ở Việt Nam sang đây, năm nhất. Thế là anh thấy thế là kiểu thích nhất đấy, từ đi du học cùng với người yêu ấy. Thế là tranh thủ từ học ra thì hai em cũng đi làm thêm đúng không? Thì làm thêm chắc là mỗi người làm một nơi hay là làm chung nhau tiếp? Làm ban đầu là chung nhau, nhưng mà về sau là tách ra. Em thì em làm ở quán Việt Nam, lát nữa em dắt anh qua đấy. Ok. Còn bạn này thì làm ở quán Hàn Quốc. Yeah. Quán Hàn Quốc à? Vâng. Thế thôi thì mình khám phá quán Việt Nam đi. Nha. Em không nghĩ là anh mà chốt bay qua đây nhanh thế luôn đấy. Nói mà là làm luôn. Vừa mới, em vừa mới gửi mail anh xong, xong rồi cái thấy anh add Facebook em liền là em giật mình luôn. Anh chỉ chờ có thế thôi, bởi vì là anh sang đây một mình ấy. Xong rồi anh nhớ là hồi anh bằng tuổi em ấy, anh đi thì anh không ngại một cái gì hết. Một mình đi luôn, một mình đi lang thang tất cả các quốc gia châu Âu. Thế nhưng mà tại đợt này khi mà bắt đầu có tuổi thì anh lại thấy kiểu ngoài xã hội nó nguy hiểm ấy, có nhiều cái biến động ở nhỡ đâu mình bị ai đấy cướp bóc hay là gặp vấn đề gì thì không ai biết mình ở đâu trên trái đất luôn. Thế là anh cái bạn thôi bây giờ chờ kiểu có sự hỗ trợ của mọi người. Thì là anh hay nói là kiểu âm binh ấy, kiểu âm binh anh rất là may mắn. Ví dụ như hôm nay ở Pháp mưa to thì đúng là lúc anh sang đây. Lại nếu mà anh ở Pháp thì cũng chả làm được cái gì cả. Đấy thì hôm qua thì anh cũng đang phân vân là mấy hôm trước anh đang phân vân là không biết là sẽ đi đâu tiếp theo. Thì anh luôn để mở kế hoạch thì bỗng nhiên em nhắn tin, em gửi mail là rủ sang đây vẫn. Anh ok sang luôn. Nhưng mà có một cái vấn đề nữa là đáng nhẽ anh sang đây với bạn anh nhưng mà nó gặp vấn đề về giấy tờ. Thì nó không sang được, nhưng mà thằng nhóc nó rất là muốn sang thì nó quyết định là tối nay nó sẽ đi xe buýt để sang đây. Đi. Đấy, thì nó vừa gọi cho anh, nó đưa kế hoạch của nó ra như thế. Thì còn anh cũng chỉ bay chuyến này thôi, còn lại các nước khác là anh sẽ đi tàu. Thì từ em thì đi sang Đức hay là Ba Lan thì cũng gần. Từ đây đây là xét người ta bảo trái tim của châu Âu, đi đâu cũng được, đi đâu cũng tiện. Vậy thì trước khi đi khám phá những điều thú vị ở Praha, Cộng hòa Séc hay là các nước Đông Âu xung quanh đây khác thì trước mắt là có thực mới vực được đạo. Chúng ta sẽ về nhà hàng nơi mà Hoàng em Dương nơi mà nơi mà Dương làm việc để xem là một cái nhà hàng Việt Nam ở Cộng hòa Séc hoạt động như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta đi thôi. Chúng tôi đã tới trung tâm của Praha. Khi mà một trong cái thử thách đối với tôi đó là khi đi qua những cái giao lộ này là mình phải cứ lao ra thôi, giống như hai bạn này mà mặc cho ô tô vẫn đi cứ lao ra. Thì theo các bạn ấy là mình cứ đi thì bắt buộc ô tô phải nhường đúng không? Nếu mà không nhường thì họ sẽ bị phạt. Và thậm chí nếu gây tai nạn thì họ còn phạt lớn nữa đúng không? Thế nên là người đi bộ được bảo toàn một cách tuyệt đối. Nói là tuyệt đối thì anh nghĩ là cũng tương đối. Mặc dù cái tương đối đấy là lớn, phần trăm mà lớn. Ông nào mà đang không chú ý phát thì tai nạn cũng có thể xảy ra nhờ. Thế là mình sang mình cứ dập dòm theo kiểu Việt Nam là để cân não xem là tài xế họ có nhường cho mình hay không ấy. Bây giờ là ở phía trung tâm thì mình thấy kiểu người rất là thưa thớt, một cái gì rất là tĩnh lặng. Chắc là cái khu này thì thôi hay là khu này, đa số là tĩnh lặng như này.
tại khu này nó như quận 7 ở trong Sài Gòn mình á, là khu hạng sang rồi. Khu hạng sang chứ phải là cái khu trung tâm thương mại dịch vụ gì? Vâng, khu trung tâm thì ở dưới kia nữa cơ. Chỗ nãy mình vừa qua. Lúc ở sân bay thì cũng cảm thấy là chưa đói lắm, nhưng mà bắt đầu đi di chuyển rất là chuyển qua nhiều loại phương tiện và đi bộ nữa, bắt đầu hơi đói đói rồi. Cũng nghe đấy, sắp tới rồi. À, sắp tới rồi. Những cái tòa nhà ở đây thì cũng không quá cổ kính, chắc là ở đây thuộc dạng là đất rộng người thưa nhỉ? Phải chính xác là thế. Thì cái khu này là cái khu mới xây dựng này. Đúng như em nói, chắc là khu quận 7 nhỉ? Vâng. Nếu mà ở Sài Gòn thì là quận 7. Thì cái nhà hàng của em là nằm trong một tòa nhà như này à? Vâng, tức là nó nằm dưới một cái chung cư. À, nhìn chung thì nếu như ở Việt Nam cách đây khoảng 5, 10, 15 năm trước ấy, thì là nó có sự khác biệt lớn. Nhưng mà bây giờ thì những cái tòa nhà hiện đại này thì cũng đã xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam rồi. Để chúng ta cũng không thấy có cái gì nó quá là chênh lệch, hụt hẫng cả. Cái chênh lệch duy nhất đó chính là sự tổ chức giao thông và cái không khí, đúng không? Nếu mà không khí ở Việt Nam mà nó trong lành hơn một chút, nó không bị ô nhiễm và giao thông tốt hơn nữa thì cũng chả khác gì đâu. Này, quán em có nhiều cái hiện đại hơn bởi vì mình phát triển sau mà mình tiếp cận được nhiều cái mới. Còn ở bên châu Âu thì họ muốn làm cái mới thì họ phải đập cái cũ đi. Đúng rồi. Đây rồi. Hai anh. Chào em nhé. Hai em. Em có xem kênh của anh không? Em có thấy ở trên kênh của mình nhiều. Thế à? Hai em. Quen á? Quen. Nhờ. Phải bảo sao ngăn mẹ em xem suốt. Thế à? Mẹ em xem thôi chứ em không xem à? Em không có thời gian, em xem à. Hai em, hai mọi người. Mình ra bàn ngồi trước đi. Mặc dù hôm nay không làm việc ở đây nhưng mà Dương đấy. À, đúng rồi, mình cũng phải chủ động mà. Nhiều lúc anh cũng chả phải làm ở đâu, nhưng anh cứ tự phục vụ nếu không muốn bị chờ. Em ở đây rồi thì em tư vấn cho anh đi. Ở đây thì em thấy là sushi có vẻ là ngon đó, anh thử lựa thử mấy set sushi xem. Ok, rồi. Sushi nha. Anh có ăn được, anh thích ăn mấy cái pork nào? Anh ăn được bò sống mà đúng không? Được. Hay mình mấy cái này đi. Cái này là cá hồi tươi. Ok. Thằng bạn em cái đấy là nó làm cá hồi, em biết là đồ tươi thật. Tươi thật à? Vâng. Còn em? Em tới đây mấy lần rồi, em vẫn khó khăn với sự lựa chọn. Mặc dù có nhà tư vấn ở bên cạnh mà. Chắc là em lấy phở đi. Phở nhá? Dạ. Ok, được. Phở để chắc anh ăn bún bò Nam Bộ đi. Bún bò Nam Bộ nha, ok. Anh có thể vào gian bếp thăm mọi người được không? Được à? À đây, thanh niên làm sushi. Cái này anh có đưa lên YouTube không? Anh có. Đây. Nói chung là gian bếp đây quá là chuyên nghiệp rồi. Đây. Nay mới gặp được anh đấy, còn gặp ở trên YouTube rồi. Thế hôm nay là có duyên nhỉ? Nay có duyên đấy. À, ô em đang sơ chế tôm à? Dạ, em đang sơ chế tôm. Em ở Việt Nam sang ấy thì em thấy thế nào giữa ẩm thực ở Việt Nam và khi làm ở đây, tức là có những cái gì nó khác nhau cơ bản và có cái Ở Việt Nam thì thấy ẩm thực Việt Nam thì nó vẫn phong phú hơn anh ạ. Còn bên này thì nói chung là nó cũng bình thường thôi. Thế là mọi người thường mấy cái món nổi tiếng ấy là cứ ăn đi ăn lại mấy món đấy nhỉ? Thế còn cái ẩm thực về Việt Nam của mình ở bên châu Âu này thì chủ yếu là bún và phở. Bún bò, bún chả, rồi phở là ẩm thực của Việt Nam. Với cả đồ Việt Nam mình thường ăn tươi hơn đúng không? Vâng, đồ Việt Nam thì thường thường là ăn tươi hơn. Ví dụ tôm này là
Ở Việt Nam mình là kiểu mấy con là đang mới bơi lên và vớt lên, có khi là dẫy lên nhỉ. Tức là người Việt Nam mình ăn có vẻ như khôn miệng hơn ấy nhỉ. Đấy. Nhưng mà có thể là đấy là cái thời kỳ mà mình đang phát triển thôi, còn khi mà Việt Nam mình thành nước công nghiệp rồi thì không biết thế nào, không biết có duy trì được cái kiểu ăn tươi thế không. Đấy. Hoặc là sẽ kiểu những đồ tươi sẽ rất đắt giống như Nhật Bản nhỉ. Ok, ở đây là mỗi người một món hay là mỗi người một công đoạn? Có mỗi người một giai đoạn, mỗi người một công đoạn ấy. À, mỗi người công đoạn à? Em thì đang làm tôm, còn bạn này thì đang chuẩn bị rau và đây là phở à em? Vâng. Wow, nhìn cái tủ lạnh có rất nhiều những cái nguyên liệu khác nhau để chuẩn bị cho vài ngày phục vụ các thực khách. Wow, đây phở, phở bò à? Em cái món này là làm cho bạn anh hay làm cho khách khác đi nhỉ? Khách khác hay sao? Thường khách khác. Thôi, không làm phiền mọi người đang làm nữa. Mình sẽ ra ngoài ngồi chơi và chờ món ăn. Anh đoán đây là món bún bò Nam Bộ này. Đấy, có bò xào này. Đấy. Ok. Cảm ơn mọi người. Món ra rồi. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn em nhá. Vâng. Em ở Việt Nam em quê ở đâu? Em Bắc Ninh ạ. Bắc Ninh à? Dạ. Cảm ơn em. Rồi, chúng tôi đã có đầy đủ món của mình rồi. Đây phở này. Phở bò. Phở bò này. Đây là bún bò Nam Bộ này. Bún bò Nam Bộ mà mấy bạn ở Việt Nam mà chưa bao giờ được ăn ở miền Nam bao giờ. Em nghe cái tên này. Cho mấy khi em thấy qua đây em mới thấy lạ, em thích món này em ăn suốt. Thế thì là ở Hà Nội anh ăn được ăn rồi. Tức là những cái quán bún bò Nam Bộ rất nổi tiếng luôn. Vậy là nó chỉ có ngoài miền Bắc thôi ạ? Anh cũng không hiểu, nghe tên là bún bò Nam Bộ nhá. Trong Nam lại không có. Anh công nhận cái điều đó, bởi khi anh vào Sài Gòn anh cũng muốn đi tìm bún bò Nam Bộ ăn thì không có. Nhưng mà vào mấy cái chỗ mà có khách du lịch, ví dụ những cái nhà hàng ấy thì lại có nhá. Ví dụ như quán ăn ngon các thứ thì họ có. Đấy. Rất lạ nhá. Ngày hôm nay tôi lại lựa chọn một cái món chả liên quan đến Việt Nam. Món của Nhật Bản. Nhưng mà nhìn này là dễ ăn. Dạ. Tức là mình cứ thích rau. Nhiều. Ăn nhiều rau cho nó tốt cho dạ dày cho thời điểm này. Nhưng mà không hiểu sao nhá, anh bị một cái hội chứng là khi gọi ra cứ nhìn món của người khác lại thấy ngon hơn món của mình. Thế. Không biết anh có ăn đũa không? Anh có. Dạ, đây của anh. Anh cảm ơn nhá. Làm cách nào để mình ăn thử của nhau trước nhỉ? Vâng. Được ạ. Bây giờ thì có lẽ là hay thử một chút phở đi. Dạ. Em xin cho anh một miếng thôi nè. Một ít thôi em ạ. Bởi vì anh thấy cái tiệm này của người Việt Nam ấy thì nó trông nó ít truyền thống nhất so với những cái tiệm về đồ châu Á hay đồ Việt Nam ở Pháp. Đó. Thì có thể là nó ở cái quán này nó khác thôi, nhưng mà cũng có những cái quán khác thì nó rất là đậm chất Việt Nam, đúng không? Vâng. Tức là anh lên Sapa là anh sẽ thấy nhiều lắm. Tức là kiểu nó làm thành khung chợ Bến Thành rồi này nọ, chè Sài Gòn đó cũng có. Như kiểu là mình ở Việt Nam chứ không phải là ở nước ngoài luôn, đúng không? Sapa ở đây có nghĩa là một cái khu chợ của người Việt, cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Séc. Đấy, chứ nghe em nói lên Sapa lại tưởng về Việt Nam. Dạ đúng rồi. Ở đây thì người ta gọi là Little Hà Nội. Là chỗ Sapa đấy. Little Hà Nội có nghĩa rằng là tức là nhiều người miền Bắc ở đó. Còn ở để cũng để cho nó khác biệt với Little Sài Gòn ở Mỹ. Thì ở đó thì đa số là người Việt miền Nam. Dạ đúng. Đấy. Hơi nhiều đấy em ạ. Ít thôi. Dạ không sao, mình cứ ăn thử đi ạ. Cái gì mình cũng ăn thử. Để anh xem làm về cái bố trí thì có vẻ là hiện đại khác, nhưng mà về hương vị thì không biết là như thế nào. Nhưng mà anh nghĩ là sẽ khá là giống, bởi vì các đầu bếp đều là người Việt Nam, đều là người Bắc, thì vị của nó sẽ là vị miền Bắc chứ không phải vị miền Nam, đúng không? Rồi, xin mời mọi người nhé. Hay là em tranh thủ cho anh xin một ít luôn. Ok, quên luôn. Em gan đi. Có giống không anh? Đúng là cái hương vị này của miền Bắc à. Đường nước dùng,
cách các cái tỷ lệ pha trộn hương vị. Và chúng tôi có một khán giả đang đang lắng nghe những cái review của tôi. Cái hương vị này, ví dụ như anh ở Paris thì rất rất hiếm để mà tìm được một cái quán hương vị Bắc như này. Bởi vì anh là người miền Bắc ấy, buổi sáng anh hay ăn cái hương vị này. Nhưng mà khi mà ăn ở Paris thì hầu hết là hương vị miền Nam. Tức là ăn có giá, có rau thơm, các thứ. Thì anh cứ nghĩ là đó là cái hương vị mà quốc tế của phở. Tức là khi mà các bạn bè quốc tế họ ăn thì họ lại ăn cái vị phở của miền Nam hơn, bởi nó dễ ăn hơn. Đó, anh nghĩ thế, nhưng mà mình cần phải có một thời gian thêm để mình đi khám phá để biết được. Đó, thì cái đa dạng của ẩm thực Việt Nam là vậy. Cũng là phở, nhưng mà mỗi miền mỗi khác. Chưa chắc đã là khi mà ăn thì sẽ thấy những cái vị khác nhau. Đấy. Ở đây em đi ăn mấy quán rồi em thấy là toàn là phở Bắc. Dạ, phở Bắc. À, toàn phở Bắc à? Dạ, đúng rồi. Còn em thì tại vì em lớn lên ở miền Nam ấy, nên là em lại thích phở Nam hơn. Thì nó sẽ có ví dụ như là tương đen rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đấy. Dạ, đúng rồi. Thế thì em nên đi Paris một chuyến. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình này thì tôi cứ nghĩ rằng là chắc phải trường kỳ kháng chiến, ăn hamburger, ăn pizza, ăn bít tết, ăn những cái món đồ mà rất là nhiều bơ, phô mai của châu Âu. Và ngày trước ấy, anh đi mỗi lần đi kể cả Đông Nam Á thôi mà về nhà phát là cả lũ phải lao vào ăn phở ngay lập tức. Là một món mình rất thèm, rất nhớ. Nhưng mà sau chuyến đi lần này gặp gỡ rất nhiều những người Việt Nam sinh sống, rất nhiều luôn, chứ không phải ít như lúc đầu mình nghĩ. Và những cái món ẩm thực Việt Nam mà mọi người đem sang mở nhà hàng ấy thì nó khiến cho một người đi xa như mình được không còn cảm thấy là quá là khó thích nghi nữa. Bây giờ có thể nói rằng là mình có thể là tự tin đi bất cứ đâu. Đấy, và bước chân Việt Nam, những người Việt Nam lan tỏa ra khắp thế giới đã mang văn hóa của dân tộc mình đi ra ngoài và bắt đầu có những cái dấu hiệu là những món ăn Việt Nam đã trở thành những món ăn quốc tế rồi. Đó. Thì tất nhiên là để nó phát triển hơn nữa thì cần thêm cái sự chung tay, rồi thêm, anh nghĩ là phải thêm một thời gian nữa của một vài thế hệ nữa thì có thể là những đồ ăn Việt Nam sẽ ngang tầm với Thái Lan, với Nhật Bản và thậm chí là cả Pháp nữa. Biết đâu đấy, bởi vì anh em chúng ta cảm thấy là đồ ăn Việt đúng là rất là ngon, đúng không? Đi đâu cho dù ăn ngon cỡ nào, đi lúc nào cũng nhớ đồ ăn Việt. Cứ thèm bát bún, bát phở. Rất thấy là ngon. Đúng rồi. Điều đó thì phụ thuộc vào hành động của chúng ta đấy. Và nếu chúng ta không cố gắng làm được thì không, thì đến các thế hệ sau mà làm tiếp. Ok, bây giờ chúng ta ăn tiếp thôi. Rồi. Xin mời mọi người.